bây giờ em bé là đi mua đi hái dưa nhá. Nào con nói gì đi. Nói gì đi. Các bạn nhìn thấy mà một phần cà chua nhìn đằng kia đây à. Cà chua này. Đang ở vườn cà chua. Tôm dốc hết. Đây. Đây đi cùng bác này. À bây giờ là cà chua này. Còn bây giờ em bé sẽ ra xem hái dưa nhá. Đây. Ôi. Vườn dưa này thì dưa có dưa gì dưa lê anh à dưa chuột sáng nay mua rồi vâng đây dưa lê không dưa chuột là dưa chuột sáng nay mình mua rồi không nhưng đây là dưa đây là mưa à quả mưa vâng đây là mới là quả mưa không cái đấy giống như là cái đây dưa đây này con đứng xuống hả con đứng xuống đất được mà đây này dưa đầy này không cứ đứng xuống chân có làm sao đâu con đi dép rồi mà đây dưa đây này nhiều chưa này nào đứng xuống một tí nào rồi đứng xuống một tí nhá nào đây đây hai bố con đây cuối bác ấy hái dưa cho đây này được một đống dưa đây rồi đây đây thì con xuống hái đi con có muốn hái không đây con có muốn hái không đây con có cầm không đây con có cầm không về cháu có cháu ăn rồi đấy. Vừa đây cha hồng thạch cái mùa cháu nó còn sợ ấy thế cũng tạm đủ rồi em ạ thôi anh Chiến ơi thôi đi về nhá về nắng.